Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và sau một phút nghịch ngợm với các bạn cường hóa này thì mình đã có một cây cúp nói chung là rất là hữu ích trong giai đoạn này luôn. Đó chính là một cây cúp sở hữu cả hai dòng top nào. Thứ nhất là hiệu suất giúp mình đào nhanh, và thứ hai là mềm mại giúp mình có thể lấy được những cái khối băng á. Mình rất là cần cái cúp này luôn. Hồi nãy nghịch cái cúp Legendary phát ra luôn ạ. Ảo ma thiệt. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang theo trên người hai cây cúp luôn ha, để sử dụng cho hai mục đích khác nhau. Và trước khi tiến hành cho rồng ăn thì để mình đi ấp trứng rồng cái đã. Hôm qua thì mình có được một cái trứng rồng Galaxy ha. Cái trứng rồng này thì hơi bị đẹp luôn. Không biết khi ấp thì em rồng sẽ trông như thế nào nữa. À, và nó sẽ sử dụng cái máy ấp trứng rồng chạy bằng nước. Được, vậy thì tốt quá. Mình chỉ cần chăm nước vô thêm thôi. Mình sẽ chăm cho nó đầy đầy một xíu ha. Mỗi lần ấp trứng rồng thấy vậy chứ nó hao nước lắm. Rồi, một xíu thì mình sẽ đi qua bên cái chỗ trứng rồng vua. Mình sẽ lấy một chút băng bên đó về. Rồi sau đó mình sẽ nâng cấp cái chỗ ấp trứng rồng lên. Và phía trên này thì có một chút thay đổi là mình dời những em rồng lên trên đây, để cho mỗi em có một cái ụ đứng giống như vậy nè. Đó, thì nó sẽ dễ dàng phân biệt hơn ha. Ui sao mấy em này ngủ. Hồi nãy mình gói gàng mình dời cho mỗi em vô đúng vị trí hết rồi. Mà ngủ xong cái lăn lăn một hồi nè, như nè, rân cồ nè. Mình xây cái ụ đàng hoàng không chịu ngủ, ngủ ở dưới đất gì đó. Rồi, đây đây đây, và đây chính là em rồng mà mình cần cho ăn trong ngày hôm nay nè. Đó chính là bờ Territ á. Ê, nhưng mà chưa, từ. Ngoài bờ Territ ra thì còn một em chưa được lớn nữa. Là Hyrop Terra, đúng rồi. Quên nữa ta. Quên em Hyrop Terra. Ở mà khoan. Ừ? What? Ủa mình nhớ mình cho Hyrop Terra ăn rồi mà. Ơ kìa. Ủa có đùa không vậy? Hôm qua mình nhớ là mình cho ăn rồi mà ta. Chết rồi, bị gì rồi? Trời ơi, ảo ma thiệt chứ. Vậy thôi mình sẽ cho Hyrop Terra lớn trước đi. Thiệt luôn á, ủa cái gì, chuyện gì vậy? Mình nhớ hôm qua mình cho ăn cá đóng luôn. Mà còn không lớn được cơ mà. Chuyện gì vậy xảy ra vậy trời? Mệt thiệt nha. Hãy tốn thêm cá đóng thức ăn cho Hyrop Terra rồi. Không biết là cấp bao nhiêu mới cưỡi được Hyrop Terra đây. Mình sẽ cho ăn hết tốc lực luôn á. Mình sẽ thử cho lên ăn, cho ăn lên tầm cấp 50 đi. Đây, như đây là lên tầm cấp 50 nè. 50 cưỡi được hay không đây? Trời ơi, cấp 50 mà chưa cho cưỡi nữa. Sao tốn kém vậy? Ôi, mèn đét ơi. Tiếp tục. Để mình thử lên cấp 60 đi. 60 vẫn chưa cưỡi được Hyrop Terra nè. What the hell? Đây là em rồng mà lâu cưỡi nhất từ trước tới giờ của mình á. Mình sẽ thử lên cấp 70 ha. Gần hết thức ăn cho Pteroid rồi đó. Pteroid rồi đó. À đây đây đây, 70 là cưỡi được rồi. Vậy. Ủa. Mặc dù Hyrop Terra là một em rồng sống dưới nước nhưng mà vẫn có thể bay được nha. Nè. Ồ, mình cứ nghĩ em này là chỉ bay, ủa chỉ bơi dưới nước thôi nhưng mà vẫn có thể bay được. Hết tốc lực nè. Im. Và điều đặc biệt hơn là Hyrop Terra. What gì đây? Cho cưỡi dưới nước không? Được luôn nha. À, đây là em rồng duy nhất mà mình có thể cưỡi dưới nước nha. Còn mấy em... Ủa? Ok. Ủa? Câu gì đó sai sai vậy? Ủa như vậy là Hyrop Terra mặc dù mình tìm thấy trứng rồng ở dưới nước nhưng mà mình lại... có thể bay được à? Chứ không phải là bơi dưới nước hả? Chị luôn. Giờ mình mới phát hiện á. Rồi mình sẽ thử tấn công thử. Và đòn đánh của Hyrop Terra thì cũng khá là mạnh ha. Ok,
Nói chung thì cũng ổn đi. Rồi, và mình sẽ ghé qua chỗ này để mình lấy băng trước cái đã. Lấy cái cúp mềm mại đây. Lấy một xíu coi. Cỡ coi nào. Nếu mình muốn nâng lên thì mình sẽ cần có bao nhiêu ta? Nâng lên thì mình sẽ cần... Ủa? Incubator. Để mình coi coi mình nâng lên. Cái tiếp theo là mình sẽ cần có... À, một lần thì mình cần 8 á. Ok, mình cứ lấy hết đi. Có bao nhiêu thì mình lấy hết luôn. Càng nhiều càng tốt ha. Lấy đây nữa. Rồi. Mình sẽ dự định là nâng lên cấp cao nhất luôn á. Cấp 5 như... Bay tầm 3, ấn tầm bay tầm 3 không được nha. Mình sẽ lấy hết cái hướng bên này đi. Hình như là bắn nén cũng có thể làm được hay sao á. Nên mình cứ lượm thôi ha. Lượm hết luôn. Quá trời quá đất băng nè. Rồi và cái trứng rồng vua thì ở nhà mình đã có một trứng dự trù rồi. Nên mình sẽ không có lấy cái trứng đó đâu. Bây giờ thì mình sẽ cởi... Hyrupter ra bay về. Đây. Về cho em bờ Territ ăn nè. Một mình em này thôi là ha, tốn cả đống thức ăn của mình rồi đó. 70 phần thức ăn chứ không phải ít đâu. Nuôi được hai ba em rồng rồi. Mà kệ, gán đầu tư cho một em rồng xanh lè xanh lét này đi ha. Mình lỡ nuôi rồi. Phải chịu khó đầu tư chứ biết sao giờ. Rồi. Mình sẽ cho em này. Ôi. Ôi, vấn đề bây giờ là mình phải kiếm chỗ cho hai rớp Terra ở nè. Tại vì bây giờ chỗ này là của bờ Territ rồi. Chắc mình phải tranh thủ mình xây thêm trong thời gian gần đó. Để cho mỗi em đều có chỗ ở riêng chứ. Rồi, giờ thì cho bờ Territ ăn á. Đấy, bờ Territ ăn có vẻ rất là mau lớn luôn. Đấy. Ăn lẹ đi em. Mau lớn nha. Ui, có vẻ bờ Territ rất là mau lớn luôn á. Được được được, em này thì chắc tầm cỡ, mình đoán thôi là cỡ 40 là cưỡi được rồi chứ không có quá cao đâu. Đây. Đấy, 25 rồi nè, 25 nhìn ngầu hơn rồi đó. Thử coi. À, 25 vẫn chưa cưỡi được, biết ngay mà. Không sao, đầu tư một xíu. Ui, bay mệt rồi, mình lại đáp vậy. Bỏ tay em đó luôn. Nè, cưới được rồi nè. Cái đòn tấn công của bờ Territ là màu xanh nước biển ha. Mình sẽ tấn công thử con bò lạc kia. Ui, tấn công ra bằng băng á. Hiệu ứng băng. Nè, mình phun lửa băng luôn nè. Ủa, phun băng ra luôn nè. Đó. Ủa, sao phun băng lại bị cháy ta? What the hell? Mình tấn công quả cầu này là quả cầu băng nè. Đó, hiệu ứng băng cơ. Nhưng mà phun thì lại phun lửa sao á, lửa xanh. Lạ thiệt ha. Ok, như vậy thì mình đã có thêm một em đồng mới tương đối ổn áp rồi đó. Mình sẽ tạm thời để em ấy ở đây đi. Để dưới đây. Rồi. Ngồi yên nha, ngồi đúng vị trí nha. Bây giờ mình cưỡi gồng xong là mình phải để lên đây nè, cho mỗi em đều đúng vị trí á. Sau này mình tìm nó sẽ dễ hơn. Rồi, hai rớp Terra thì... cứ bay lung tung hoài. Mình cho ngủ luôn đi. Cách tốt nhất là để mấy em này ngồi yên rồi ngủ á. Rồi, mình sẽ đi... tiến hành nâng cấp cái máy ấp trứng rồng của mình nha. Để mình coi... cái trứng rồng này ấp xong chưa? À, trứng rồng Galaxy cũng đã ấp xong rồi nè. Quá im, để mình cho gồng Galaxy ra bên ngoài luôn á. Đây, Galaxy. Đó, spawn ra. Ui. Ui, đây là gồng Galaxy nè. Ui. Hơi bị đẹp luôn á. Nè. Trời ơi. Cái phần mình giống như là cái màu giấy ngân hà vậy á. Được kỳ sợ, mình còn 45 phần ăn lận. Để hôm nay mình sẽ cho gồng Galaxy lớn luôn á. Để coi gồng Galaxy lớn lên sẽ trông có ngầu hơn hay không đây. Úi giời ơi. Lần đầu tiên mình sở hữu trứng gồng Galaxy luôn. Và cái khả năng tăng trưởng kích thước cũng rất là mau cơ.
Được ấy. Hy vọng là cỡ 45 phần ăn sẽ đủ để mình có thể cho em ấy lên trưởng thành ha. Tiếp tục. Rồi. 25. 25 là phần đầu là phần thay đổi rõ rệt nè. Cái phần sừng này nó dài hơn á. Cánh cũng mọc dài ra hơn nữa. Tiếp tục lớn lên đi em. Rồi cấp 30 nè, thử một lần. Ui. Mình định thử cái em ngủ mất tiêu rồi. Ăn tiếp đi, không cho em ngủ đâu. Cho em ăn nhìn nào lớn đi thôi. Mình sẽ thử lên tầm cấp 40 trước đi. Đây. 40 vẫn chưa cưỡi được. Oh no. Toàn rồi, 40 vẫn chưa cưỡi được. 45. Thôi xong. Gồng Galaxy cấp 45 vẫn chưa cưỡi được. Mình đánh giá thấp rồi. Ê, cưỡi được rồi nè. Ồ. Hình như cỡ cấp 45, cấp 46 là có thể cưỡi được rồi. Wow, màu rất là đẹp á, màu tím. Và quả cầu thì có tới 8 quả cầu lận, mình tha hồ mà bắn luôn á. Ui, đường tấn công này cũng rất là nhanh nữa. Được đấy. Im. Hôm nay có quá trời những em rồng mới có thể cưỡi rồi ha. Giờ thì mình sẽ vô trong để mình tiến hành mình lấy những cái xô nước nè. Rồi cho vô bàn chế tạo. Nâng cấp lên. Để mình làm cái tay ở một trước. Ủa? What? Oh no. Ok, mình ấn nhầm. Mèn đét ơi. Đây, lại. Nè, cái này mới đúng nè. Trời, cây tê. Mình sẽ làm cái nâng lên level 2 á. Một cái. Ui, tốn dữ người ta. Cái tiếp theo thì mình sẽ cần những cái Mana Infused Ingot. Cần có 8 cái. Đây, 8 cái. Mình sẽ nâng lên cái level 2. Và từ level 2 mình sẽ... Ủa, lên level 3 chứ nhầm. Rối quá. Level 3 thì mình sẽ nâng lên một lần nữa để lên level 4 á. Lên lần này thì nó sẽ cần vàng nè. 8 vàng. Đây. Level 4 và cuối cùng là mình sẽ cần 8 kim cương ha. 8 kim cương. Kim cương. Giờ mình có nhiều rồi, đầu tư luôn, sợ gì. Cái cuối cùng xong. Vậy là bây giờ mình sẽ nâng lên ha. Chuẩn bị cấp 1 đúng không? Ôm để mình dời ra cái đi. Có nên dời không ta? Đây. Khỏi dời luôn, sợ mất nước quá. Bùm. Nó xịn liền. Ôi, giỡn mắt nước của mình. Oh no. Giỡn mặt ha. Mắt nước rồi. Nãy mình chăm cái đống nước vô, giờ mắt hết trơn rồi. Giờ phải chăm nước lại nữa nè. Hôm qua đã cưỡi mi rồi. Hôm nay chắc cho sợ tôm cutter quá. Được không ta? Nhưng mà nếu mà bây giờ đi khám phá mà mình muốn an toàn thì chắc tốt nhất là mình vẫn cưỡi mi thôi ha. Mấy em rồng này thì mình đã set vị trí kiểu như là mỗi em một chỗ hết rồi. Mình không muốn dời vị trí á. Nên tạm thời mình sẽ cưỡi mi thêm một bữa nữa. Hy vọng là bữa nay đi sẽ không có gặp những đối thủ đáng gờm ha. Như hôm qua gặp cái con thùng luồn. Nó quật hai cái một em mi còn đi mà. Mấy em nhỏ nhỏ kia chắc một cái là đi đó. Nên phải thiệt là cẩn thận. Càng về sau thì những con quái vật á nó càng mạnh á. Nên mình cũng phải cẩn thận trong mà lúc đi khám phá ha. A few moments later. Thôi mà nói rồng mới giờ lớn mà không dẫn đi khám phá thì cũng không được đúng không? Đâu có thể mà để thiên vị như vậy được. Ui, chưa. Ủa bên đây mình gặp em rồng vậy. Oh my god. Mới cưỡi rồng Galaxy đã gặp được một loài rồng mới rồi. Đây là rồng Phượng Hoàng Xanh. Blue Phoenix. Rồng Galaxy hên vậy. Kìa, trứng rồng Phượng Hoàng Xanh kìa. Yay man. Lẩm liền. Blue Phoenix X. Quá im. Ui, công nhận rồng Galaxy hên như ta. Tuyệt vời. Đi em ơi. Chuông. Không thôi một hồi rồng Phượng Hoàng Xanh tới công chuyện mình đó. Rồng Phượng Hoàng Xanh nhìn cũng đẹp ha. Được, thiệt sự. Vậy là ở cái vùng Misa thì mình có thể gặp được loài rồng. Đó chính là rồng Phượng Hoàng Xanh. Yeah. Mới biết được một thông tin mới.
Rồi coi coi có gặp được rồng rác luôn hay không. Tại vì từ đầu tới giờ mình chưa gặp trứng rồng rác lần nào đó. Nghe đồn thì trứng rồng rác sẽ xuất hiện ở cái vùng đồng bằng chứ không phải vùng Misa giống như vậy đâu. Nên chỗ đó thì khá là khó có cơ hội gặp được ha. Vậy thì mình đành phải lượn qua bên đây thôi. Mới đi với dòng rồng Galaxy thôi mà đã hơn như vậy rồi. Ấy. Ồ. Nữa nè, trời ơi, rồng Galaxy nhân phẩm cao vậy. Mình lại gặp thêm một Life Fury. Đây là sự thật. Mình gặp được tổ rồng Life Fury. Oh my god. Quá là hên luôn. Trời ơi, rồng Galaxy ơi, đúng là rồng vũ trụ. Nhân phẩm vũ trụ luôn á. Quá im luôn em ơi. Thưởng này liền, thưởng liền, em ăn cái gì? Em thích ăn thịt đúng không? Ui chết, anh không có thịt thịt bò. Mình kiếm con bò, không có bò ăn thịt gà đó đi. Mình nghĩ em ấy cũng sẽ ăn gà đó. Nè ăn gà đó đi em. Ui ăn luôn kìa, chạy là ăn luôn. Ui, Life Fury cũng muốn ăn á. Nè, cho Life Fury ăn nè. Rồi, cảm ơn vì cái trứng nha. Thank you, thank you. Cho thêm miếng nữa. Hên thiệt, mình không ngờ là hôm nay nhân phẩm mình lại đỏ tới vậy luôn á. Gặp được tổ rồng Life Fury. Nhưng mà phải bây giờ mình gặp được tổ rồng Night Fury nữa thì đẹp ha. Vừa có Life Fury, vừa có Night Fury luôn. Nhưng mà đó là nếu thôi. Còn hiện tại thì chỉ mới gặp được một à. Không sao, không sao. Có còn đỡ không? Và trong cái lâu đài này hình như nó bị bỏ hoang rồi, không có đồ gì bên trong hết á. Thôi, bỏ qua, bỏ qua. Đi tiếp, đi tiếp. Hôm nay có nhiêu đầy đồ là thấy quá là bội thu rồi đó. Để thử vào hướng bên đây coi. Ở đây thì mình còn gặp một cái chỗ gì nữa nè. Chưa 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 chưa. Ui sao cắm đầu rồi em. Rồi rồi mình bị cắm đầu rồi. Ui, nguy hiểm quá. Ở đây thì giống như cái hình thánh giá nè. Ui ghê thiệt á. Nè. Không biết dưới này có dấu. À nó dấu làm spawn. Biết ngay mà mấy cái này nguy hiểm lắm. Mà trong đó nó không có chứa đồ xịn á, cũng hơi đáng tiếc. Nãy giờ cưỡi Life Fury, ủa gì cưỡi rồng Galaxy rồi, giờ thì tới một em rồng khác ha. Mình có tới ba em rồng trong ngày hôm nay lận. Giờ tới em Hyperoptera đi. Em này cấp 70 lận, mình nghĩ sẽ rất là mạnh đây. Cưỡi Hyperoptera, đi, bay. Let's go. Qua đây coi. Nhân phẩm bữa nay đang lên, bởi vì mình sẽ tích cực đi tìm á, biết đâu mình lại gặp thêm một cái chỗ của Night Fury thì sao? Không gì là không thể đâu. Mình phải tích cực đi như vậy thì mới dễ gặp được. Ôi, ôi. Hình như mình gặp công trình nữa nè. Lúc trước công trình này thì mình không có vô được, nhưng mà bây giờ mình đã có cây cúp đào được rồi. Nên mình sẽ tự tin vô liền. Sợ gì? Nó có rương. Vàng. Nó cho mình một cái mặt nạ. Mặt nạ bi tà le ha. Mặt nạ bi tà le. Ui. Ui cái mặt nạ nè. Ồ. Được, được, hợp lý, hợp lý. Rồi, thôi, đi ra thôi. Vừa hút được cái mặt nạ nè, nhìn đúng đã luôn á, có cái sừng ở trên nè. Nhìn giống kỵ sĩ đồng hơn á. Được, được, được. Đội nón luôn. Rồi. Giờ thì kìa kìa kìa. Trời ơi. Mình lại gặp thêm một cái tổ rồng nữa rồi. Hôm nay mình nhân phẩm lên lên đỉnh luôn rồi đó. Nhân phẩm mình lên maximum rồi. Ui, đây là rồng Catastrophic quá kinh. Gai gốc không à. Mình gọi đây là gọng gai đi á. Ý, gai không à. Uống nào uống nốt luôn. Có cái mỏ của nó kìa. Quá trời gai luôn á. Hơi nguy hiểm quá à. Con kia nó giữ cái trứng rồi. Mình vô mình sợ nó bắn mình một cái là mình đi luôn á. Có cái trứng đâu, cái trứng đâu. Kìa cái trứng nó để trong góc lận. Im im im. Để mình đột nhập vô. Chắc nó không biết đâu. Ăn nhẹ nó khẽ, ăn nhẹ nó khẽ.
Nhận thấy nó. Đừng thấy tôi nha. Đừng có thấy tôi nha. Đi nhẹ. Ui chạy. Chạy. Ui. Thôi thành công rồi. Mình lại thành công lấy thêm một cái loại trứng rồng nữa. Đó chính là trứng rồng gai. Yeah, quá xa đã luôn. 3 trứng rồng trong một ngày rồi đó. Hôm nay quá là bội thu luôn rồi các bạn ơi. Nhân phẩm của mình hôm nay gọi là cực kỳ cao luôn á. Chắc do kiểu như sở hữu nhiều ông rồng mới quá, nhân phẩm cũng lên luôn. Quá đã luôn. Rồi vô đây coi. Có thêm đòn nữa nè. Lụm về liền. Rồi coi nãy giờ cưỡi em này chưa lâu lắm, để cưỡi thêm một chút nữa đi ha. Tại mới cưỡi được có một hai phút à. Chưa đã. Cho một xíu mình tìm cái con nào mình tấn công thử coi. Coi với sát thương của một em rồng cấp 70 thì mình sẽ tấn công bao nhiêu hit sẽ tiêu diệt được một con rồng khác á. Đây chẳng hạn như ở đây có cái con rồng. Ủa con này nhìn giống rồng gai vậy nhưng mà màu khác á. Con này là con rồng đi lạc nè, mình sẽ tấn công thử nha. Đây. Đáp xuống. Tấn công thử. Con này cấp 99 lần á. 1 hit. 2 hit. Ui nó cũng tấn công mình kìa. Ui nó tấn công. Ui nó mạnh lắm. Ui bay chạy. Ui người ta giỡn xíu thôi làm gì căng. Nó tấn công một đòn thôi, nửa cây máu em đòn mình ơi. Ghê thiệt. Không ngờ là con kia lại mạnh như vậy nha. Gồng gai hơi bị mạnh luôn á. Suýt nữa thì em rồng mình đã hy sinh rồi. Mà hên. Chạy kịp chứ không thôi là đi đứt rồi đó. Ôi. Ủa. Ở đây có cái ụ gì nè. Ủa phải không vậy? À trời ơi, cái chỗ này mình nhớ rồi. Dùng đất gà chế độ. Phải cẩn thận mới được. Không khéo là những cái con gà chơi đồ nó lại cà khịa mình đó. Rồi và mình sẽ đáp xuống đây tại vì ui nữa có gà chơi đồ tiêu diệt nó. Gà chơi đồ. Yeah. Mình đã thủ tiêu được nó rồi. Ủa ô và hình như cái nón của mình được lấy cảm hứng từ cái con này nè, con bi tà le nè. Nè. Cái màu của nó mình hơi bị giống nó luôn á. Có điều nó hai cái cọng râu, mình có một cọng râu trên đầu thôi. Ra là vậy. Rồi. Giờ thì mình sẽ đi vô trong. Ủa kìa đấy. À rồng halo hết hồn. Ai chơi chặn đường trời ơi. Đường đi người ta mà chặn. Đường đi của người ta mà chặn nè. Rồi hình như mình vô chỗ này có bẫy đó. Em đồng đi ngồi yên đi em. Để mình coi. Ui. Ghê vậy. Ui. Đập. Trong đây có bẫy nha. Dính bẫy em phát là mình sẽ bị mù lò liền á. Phải cẩn thận mới được. Ồ và trong đây thì nó chỉ chứa mấy cái đồ mà lặt vặt không à. Kiểu để nấu thuốc hay sao á. Ồ hình như đây là chỗ bầu thủy nấu thuốc nè. Nhớ rồi. Cẩn thận nè, họ chuẩn bị có phù thủy nè. Ui. Im. Chỗ mình hai cái rương vàng luôn. Quá xa đã. Sách. À và có cái corrupted corrupt food này mình ăn mình nhìn xuyên tường được á. Im lấy thêm xương rồng mang về làm thức ăn cho rồng nữa. Ờ quyển sách này lượm luôn đi. Quyển sách ép vô kiếm á. Ngon. Vậy là im rồi. Chạy thôi. Đủ rồi. Chạy. Lấy được nhiều đồ đây là im lắm rồi á. Để mình nhìn xung quanh đây coi. Nó còn mấy trứng rồng không ta? Hồi nãy mình thấy có con rồng red á. Được, bây giờ mình cởi em rồng khác đi. Cởi em rồng bờ tê đít ha. Rồi bờ tê đít. Ui dồi, ngủ từ hôm qua tới bên này em. Thức cái gì? Ngủ nướng ngoài. Hồi nãy mình thấy hai con rồng red bên này luôn. Nhiều khả năng là lại có tổ rồng red bên này. Mình phải khám phá kỹ mới được. Nhiều khi mình bỏ lỡ đấy. Nè. Rồng red nè.
Coi coi có rồng tổ rồng rác ở đây không? Nghi lắm. Phải ý kỹ mới được. Ồ nhưng mà hình như là không có rồi hay sao ấy. Ủa sao? Ủa sao đây có hai con rồng ấy vậy? Rồng hai con rồng si pha ăn chỗ luôn nè. Ủa có cái nè. Ủa mà đây là chỗ của rồng Halo mà. Mình đâu thể nhé. Ở đây nè đúng không? Ý. Đừng nói đây là tổ rồng rác nha. Ừ, trứng rồng đâu? Trứng rồng. Cho tôi cái trứng rồng. Ủa? Ủa cái trứng rồng đâu? What? Gầu gì luôn, mình hiểu cái vấn đề luôn. Các bạn biết sao không? Tức là cái chỗ trứng rồng rác nè, nó bị dính vô cái chỗ trứng rồng Halo và cái kết là nó bị mất luôn cái trứng rồng rồi. Nó xây chồng lên nhau á, rồi thành ra trứng chỗ rồng rác mất cái trứng rồi. Thiệt tình luôn. Giờ mình mới hiểu ra vấn đề. Bảo sao nãy giờ mình tìm không ra. Ủa con gì tấn công ghê hả? Ui ui. Ui con rồng rác kia nó tấn công cơ. Hai con rồng nó đang đấu nhau cơ. Ghê vậy. À không, em rồng mình đi cà khịa. Coi cơ coi cơ. Con thằng ngô. Đi cà khịa người ta nữa, bó tay em rồng. Hai rớp tay ra luôn. Tự nhiên đi cà khịa. Rồng mình các bạn thấy rồi đấy. Không cà khịa mình thì đi cà khịa những con rồng khác à. Không hiểu luôn. Mình đó bây giờ mình bỏ cái tính cà khịa rồi. Lâu lâu mình mới cà khịa thôi. Còn bây giờ rồng của mình em nào cũng biết cà khịa. Sợ thiệt sự. Rồi bây giờ mình sẽ thử bay lên tiếp đỉnh núi coi. Ủa hình như trên đỉnh núi cũng có trứng rồng nữa kìa. Để mình bay lên thử nha. Hình như chính xác rồi, trên núi này có một cái trứng rồng. Đây là trứng rồng. À đây là tổ rồng cà len. Im, nó có khối sắt luôn. Quá sắt đã. Lấm 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 lấm. Im im, trứng rồng cà len nè. Hốt luôn á. Chạy 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 chạy. Yes. Mình lại hốt thêm được một cái trứng rồng mới rồi. Là trứng rồng cà len. Như vậy thì nãy giờ mình có tổng cộng tới 4 loại trứng rồng mới khác nhau rồi đó. Hôm nay là một ngày đại bội thu của mình luôn. Quá là im. Ui, rồng cà len bắt đầu tấn công mình vì tội đánh cắp trứng rồng cơ. Thôi xin lỗi mà, xin lỗi mà. Đố anh bắn được em, đố anh bắn được em. Ui giời, mình hơi bị lụa. Ui, ui giời. Ui giời. Cái gì chứ né là mình né hơi bị lụa đó nha. Tay lái lụa đấy. Tay cưỡi rồng lụa. Rồi bài tiếp. Cái vùng này sao nhiều trứng rồng vậy ta. Thích thiệt á. Phải mình qua đây sớm thì chắc mình đã sở hữu những em rồng đó từ sớm rồi. Ôi. Và sau bao ngày thì cuối cùng mình cũng gặp được một cái ngôi làng. Trời ơi trong đây làng hiếm gặp thiệt sự luôn. Mình đi từ đầu tới giờ thì mình mới phát hiện ra đúng một ngôi làng duy nhất á. Mừng ghê luôn. Để mình đi khám phá sơ sơ thử coi. Có cái giường luôn, có cái giường luôn. Chưa, trước khi vô cái giường thì mình làm xíu đồ đã, ngủ ké. Mình đi ngủ ké trong ngôi làng trước cái đã. Đấy, đi đâu là phải ngủ ké một bữa ha. Hết túc chỗ mấy bác chân làng. Và cái ngôi làng này thì hình như mình không thấy có nhà bác họ ràng. Ui, có rung, có rung. Trời ơi, không có gì hết. Có nhà bác ở ràng không nhờ? Mình nhìn sơ qua là mình không thấy có nhà bác ở ràng rồi đó. Thử xuống dưới đây coi. Ở có cá hơn không? Dưới này cũng không có nhà bác ở ràng luôn. Buồn vậy gì? Su cà na luôn. Rồi, giờ tới em rồng nào đây? Ê, con này lao tét. Còn sườn lao tét. Ui, vô bay. Mấy con này nó liều vậy? Liều vậy, lượm viên kim cương luôn. Này thì liều nè. Rồi đi em. Đi, let's go. Quá đủ rồi. Liệu rằng
Hôm nay mình có đạt cột mốc là 5 trứng rồng trong một ngày hay không, hay là chỉ là 4 trứng đây? Tò mò quá. Cố lên, mình tin là mình có thể gán tìm thêm được một loại trứng rồng mới được nữa, nếu như nhân phẩm mình còn đủ cao ha. Nhân phẩm của mình bữa nay ta nói nó lên nha, lúc kén luôn. Mình lượm được trứng rồng phượng hoàng xanh nè, trứng rồng Lifuri, trứng rồng gai, và cuối cùng là trứng rồng cà lan á. 4 loại trứng rồng khác nhau trong một chuyến đi luôn, mà gần nhau nữa chứ. Nói chung thì hôm nay nhân phẩm mình lên quá cao rồi, mình sẽ tranh thủ mình ấp hết 4 trứng rồng này trong cái thời gian sớm thôi. Và mong rằng những em rồng này sẽ nở ra những em rồng thật kháo khỉnh ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.